Mày meo meo cái gì? Giờ này sáng rồi chưa chịu thức nữa. Nằm dạ vậy hả? Dậy đi. Trời ơi, kêu nó thức dậy nó chả treo nha. Kêu meo meo đồ. Kiểu như tao còn buồn ngủ. Buồn ngủ thì đi ra ngoài ngủ, nghe chưa? Hả? Mỗi lần mà đụng vô cái miệng của nó là nó hả miệng ra nha. Giả bộ hả miệng giang hồ vậy thôi chứ không dám cắn chủ đâu. Hả đớm? Hả? Cái tập hả miệng nó quen rồi. Đụng gần gần cái miệng là hả ra. Nè mọi người coi cái hàm răng của nó nè. Hàm răng sắc nhọn, sát thủ của những con côn trùng nha. Con này với con khè như nhau. Con khè nó hơi bị biến thái. Con này mình không biết nó có biến thái hay không. Tại vì nó sống có một mình hà. Bởi vì đâu có lộ ra là biến thái hay không đâu. Coi như cái nhà này mày là bá chủ rồi. Này gờ vô cái bụng nè cũng nhột lắm đó nha. Mà không bao giờ quào hay cắn chủ đâu. Hồi đó cái lúc mà nó còn nhát, nó chưa có tin tưởng mình hẳn là nó hung dữ lắm nha. Vô nhà vẫn vô, nằm chung vẫn nằm. Nhưng mà khi mình đụng nhẹ cái đít của nó thôi, hay là có người nào đạp vô cái chân cái tay của nó thôi, đưa cái tay ra cào cấu liền, cắn người ta liền nha. Một thời gian nó ở chung với mình rồi nó tin tưởng, cái kiểu như là nó thương mình hơn á. Rồi sau này làm gì thì làm, không bao giờ dám táp hay là vươn móng mạnh. Ví dụ lâu lâu nó quên nó vươn móng thì nó sẽ rút cái móng vô. Hả, thấy không? Bây giờ cái tay nó khều nó giỡn với mình là không dám vươn móng ra ngoài luôn. Một thằng giang hồ vô côn vô đảng, lúc nào cũng răng nanh móng vuốt, mà khi gặp chủ thì rất là dịu dàng, biến thành một con mèo bê đê liền. Ghê chưa? Cái này gọi là thương chủ đó. Thương chủ mới vậy nha. Còn khi mà nó hay vươn móng hay cạp này nọ là nó vẫn đề phòng mình, tức là nó vẫn còn sợ mình đó, là mình chưa có đủ để cho nó tin tưởng. Khi mà nó đã tin tưởng mình rồi thì nó sẽ biến thành một con mèo ngây thơ vô số tội. Thôi giờ đưa cái tay lên. Đó. Muốn vươn móng lắm mà không dám vươn móng thì rút cái móng vô trong. Trời đất ơi, chưa bao giờ vào tôi chảy máu nha. Lâu lâu mình chơi ngu nha. Thí dụ nó không biết sự xuất hiện của mình đi, mình khều lén á, tức là làm cho nó giật mình á, thì nó sẽ vô tình nó vào mình hay nó cắn mình. Còn khi nó biết mình ẩn nó, mình làm gì đó nữa, coi như là trao cái bản thân này luôn, không có dám gớ gì tới chủ hết trơn á. Nhưng mà giật mình bất ngờ thì sẽ bị nói nha. Chứ con này là sát thủ mà, vô côn bá đạo. Nhưng mà nó được vậy là quá tốt rồi. Và đớm chính là một con mèo vô côn bụi đời thứ thiệt, nhưng nay đã hoàn lương. Nói chứ cái răng con này nó nhọn quắc hà, không có cắn mình mà mình nhìn vô rất là ớn. Đồ ăn vặt mua một lần nhiều lắm. Trời, bên đây thử cái món này nha. Này là cái gì đây? Đây là bánh thưởng gà xé. Tôi mua đồ ăn vặt cho mèo là tôi nói với cái người bán á, lựa một lần đủ thứ món hết trơn, từ 500.000 cho tới 1 triệu, cứ lựa đủ thứ hết đi. Đó, người ta lựa sẵn cho mình luôn, rồi mình sẽ cho tụi nó ăn thử, coi cái nào tụi nó thích thì mình sẽ mua nhiều. Bởi vì nhiều khi đồ ăn vặt tôi cũng không biết cái gì là cái gì luôn. Nè đớm, thử thử coi ăn được không. Nè đi cặp liền. Nói chứ có cái bếp xốp mà giao hàng tới nhà cũng có lợi lắm nha. Mình đỡ phải mất công, mất thời gian lên mạng kiếm mua. Mua trên mạng thì nó rẻ thiệt, nhưng mà tốn tiền ship cũng vô đó thôi. Thế là tôi đã chọn mua ở gần nhà. Trừ khi trên mạng có đồ đẹp hay là có cái gì mới độc lạ lắm thì tôi sẽ lên mạng mua. Còn mua mấy cái đồ ăn cho mèo hay là cắt mèo thì mình sẽ kêu cái shop ở gần nhà, đã ship cáp tới nhà luôn. Ủa? Trời ơi, ăn mau hết vậy mày? Nè. Ồ, con đớm ăn nhiều. Chứng tỏ là cái bầy thấy thú sẽ khoái ăn nha. Mày đang ăn con đớm nè. Nó ăn nó táp táp vậy đó. Có thể bầy thấy thú sẽ không có chơi món này đâu. Nè, cho thêm vài cục nè, rồi vô cho bầy thấy thú ăn luôn. Nè. Đó, ăn sáng nhiêu đây nha chờ. Quốc đi. Thích ăn cái này không? Hả? Ra đây. Ăn thì phải đi ra ngoài. Đây. Nhanh lên. Con Miu vẫn là con chạy trước. Ai, ăn dưới đất đỡ đi. Kiều. À, con đại ca tôi cho nó vô tù rồi nha bà con. Sẽ có video ở bên kênh Khế Thúi. Hôm qua nó cho vô tù rồi. Dương áo nó ngu quá. Không biết lấy tay Kiều ra. Này Khế ăn đây. Cái này cho anh
sáng được nha. Ngầu hè miêu đại ca giờ khùng nhỏ vào và mỗi đứa đã có một cây. Ủa chịu ăn quá ta. Này kêu là gì? Bánh thưởng Muni gà xé. Nói chung là bánh thưởng gà xé đi. Mua nhiều loại đồ ăn vặt lắm. Có loại nó ăn, có loại nó chê. Có loại mới hửi cái bỏ luôn. Thì sẵn mình nghiên cứu luôn. Loại nào tụi nó ăn nhiều thì mình sẽ đặt mua nhiều hơn. Vậy đi cho khỏe. Chứ nhiều khi mình lên mạng mình coi á, mình lựa đại, chưa chắc gì đúng ý tụi nó. Ôi con ngầu chơi xấu kìa ha, muốn giành con khè nó giả cái đầu con khè cái bóp. Khè liếc nè. Ngầu chơi xấu quá. Dòi khùng đã ăn xong, ngầu đã ăn xong. Này ngầu đưa ngáo. Đại ca nè. Dòi nhỏ ăn cây dài quá. Đứa nào gặp hết thì cho thêm. Rồi muốn dành con vui. Trời ơi, trời ơi. Chỉ khè này à. Vui. Ủa, thấy hết rồi hả? Nè. Miu. Rồi khùng bỏ chạy, sợ đứa khác dành. Khôn khôn. Khùng mà khôn nghe. Nè ngầu nè. Ủa, còn mà sao xinh trời. Ôi, con quỷ ngầu này. Hoài không hết mày. Nhọn chuyển sang chế độ giỡn, không ăn nữa. Con nào giỡn là con đó ngán nha. Nó ngán nó mới giỡn. Vui ngáo đã bị dính găng. Rồi. Thấy mẹ không? Ủa Khế ăn hết rồi hả? Mày Khế. Thế coi nhiêu đây được không? Cái bao tử mẻo đâu có bự lắm đâu. Nhiều đây đủ lắm bụng ăn sáng rồi. Nè ăn nữa thêm đi. Rồi bữa nào cho ăn sáng cái này nha. Đại ca. Nhỏ. Dòi khùng. Quỷ khè chuyên gia luôn á. Dòi Khế ăn lẹ mày. Mày ăn thì mày đúc trọng như Khế. Ăn từ từ thôi. Nè đại ca. Tao mệt quá đưa cho đứa hai ba cây đi. Và tao đi ăn luôn. Ê con nhọn vô duyên nha. Sao cái cục này mày không ăn mà mày dành. Đại ca đi. Cho đứa hai ba cây đi rồi mình đi ăn sáng luôn. Nè. Nó cứ nhai hồi mở miệng nó nghỉ nhai rồi. Trời ơi Khế sao mày ăn dữ như Khế. Nãy giờ mày ăn mấy chục cây chưa? Hả? Mập là phải rồi. Ăn từ từ thôi mày. Miu. Nhau. Khe. Đại ca với giả chân cô nương. Nè, họ mới đánh lộn nha. Sau khi tụi nó ăn xong rồi thì vẫn ngồi yên tại chỗ này. Đại ca thì chui vô cái giỏ. Chắc muốn vô tù lần hai đây. Hai mẹ con chui vô cái giỏ chơi. Ôi trời ơi, nó ăn không nhiều mà ăn hết nhiêu đây rồi. Cái gói này là 230 ngàn. Chàng ơi, một buổi ăn sáng của mấy đứa này là cả 100 ngàn nha. Là cái này để dành cho sau này tụi nó ăn tiệc chứ không phải ăn sáng nha. Hôm nay chỉ là thử nghiệm thôi. Tụi nó rất là khoái ăn nha bà con. Nó ngưng một chút không phải là nó ngán mà do nó mỏi miệng quá nó ngưng. Chứ thật sự cái này nó ăn rất là nhiều. Mà cái giá này là mình chỉ cho ăn tiệc chứ không cho ăn sáng nha. Ăn sáng ăn hạt nó sẽ tiết kiệm hơn. Hoặc là ăn cơm trộn với pate. Ôi trời trời. Rồi rồi. Ăn xong rồi quậy.
con quỷ mèo kìa. Làm gì mèo? Nhảy lên nằm ngủ luôn hay gì á? Rồi bye bye mọi người, tới lượt tôi đi ăn sáng đây.